rửa mạnh và sạch sẽ quá rồi. Nhà nhà ta trợ giúp đỡ tôi bổ cho nhà cửa đầy đủ lắm rồi anh ơi. Anh bác định về với em. Qua thế gió rụng rơi trên lầu dãy cánh phượng tàn, nó làm tê tái cõi lòng tôi. Nhìn qua nơi tản mạng cuối chân trời, lòng chinh khách đang sầu dương theo ngọn gió. Anh ơi, nếu không có anh thì đời em đâu có còn chi là sắc thanh. Cánh hoa không hôn thì vũ trụ này đâu có tăng sao. Em công anh như nắng hạn đợi mưa rào. Mưa không đến nên tim lòng em thấy nó quá lạnh. Đã bao lần em nhớ anh rồi em công anh từng khúc từng giây. Chiều nghiêng nắng ngả sao anh không về đón. Để cho em mang một nỗi sầu buồn. Con dạng lạc đàn nó bay nó khóc. Em lệ anh rồi em cũng khóc cũng khóc. Dạ không có đặng mà ta căng điểm. Cha chồng với cháu lượng đầu chị em thấy. Ê, bà đặng điểm và quá ngon bà hấp định rồi. Rồi bà trang điểm quá đẹp đẽ, bà trang điểm nhà cửa quá sạch sẽ. Nhà nhà ta trợ giúp đỡ cho bà có một niềm vui. Nên bà ôm mâm xoa cho cháu lượng, cho bà lên thăm chồng bà một lần rồi bà về. Cháu lượng cho ở bao lâu thì ở bao lâu rồi về. Trong nhà Phật tử biết ăn một lời nói một lời, không bao giờ làm phiền cháu lượng làm thứ gì nữa. Nên mê như là thở mà cứ sự hiểu lầm nên làm cho cháu lượng buồn. Nên họ cũng có tình nhãn lạc đàn, nhãn bay nhãn khóc với anh. Em cũng khóc cũng than các ai làm ra lỡ chi lại dương gian cho chàng buổi
นุกขับตาฟังก็คำนี้ได้ที่ยังยืนอยู่ล้อยางหายอย่างใดอุ้งกางไม่จุ่มกาcác anh ra đây để cứu sơn hà các anh dịch trơn lại dây lát ghé lại nơi này đủ rơi đường xa quán hàng em có bán nước nhà tôi và luôn luôn có sẵn nụ cười thưởng thức chính nhân đang trở về như dọc qua chiến thắng các anh về đây khiến cho em hân hoan trong tất cả khi nhận thấy xa xa lố vàng lá quần đôi mắt nhìn em đôi mắt nhìn các anh em chẳng biết nói câu gì các anh xứng đáng là một chàng trai của thế hệ em đây cũng tỏ ra mình là bổn phận người dân hãy đó qua hồng có chữ thương xa xôi nhớ buổi quân hành các anh đi săn bắn ngày tươi thắm em đây dặn đợi chờ kẻ chiến binh sáng lên đi, sáng lên nóng mới phải, còn mới mốt
trắng này nhóm đầu luôn ha. Không, nhóm đen. Nhóm đen ha. Nhóm đen hay nhóm vàng? Bây giờ nói cậu nghe này. Dù sao cũng gốc mình người Phật tử, cũng mang cái áo giữa 4 năm rồi. Mà áo Phật lố lăng quá, phải không có đường. Lố lăng là lố gì vậy? Mình chia sẻ cho đẹp, đừng ở dơ nữa. Ở dơ nữa ông không có gì đâu. Mặc áo cà tha rồi. Mặc áo cà tha rồi. Ở dơ nữa thì là ông nói bà không chia sẻ là ông mới cho bà lên thăm đó. Trăng qua hẻo trong trời trời.